Những năm qua thì hàng trăm hộ dân tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc nuôi hàu lốp xe tự phát trên đầm Lập An, đầm nước lợ lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực trạng này đã gây ra mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường du lịch và nguy cơ ô nhiễm đầm phá. Trên tay tôi đây là những chiếc vỏ lốp xe cũ đã được người dân tận dụng để nuôi hàu. So với các loại hình thức khác thì phương thức này được cho là ít tốn kém và hiệu quả hơn. Và sau khi nuôi xong, những vỏ lốp xe cũ như thế này lại được để tại những địa điểm check-in du lịch tại đầm Lập An. Ông Dương Đăng Kỳ là một trong những hộ nuôi hàu lốp xe lâu năm ở địa phương. Dù biết nuôi hàu theo hình thức này gây ảnh hưởng đến môi trường và du lịch, nhưng vì sinh kế, ông đành bám trụ. Khi nghe tin địa phương sắp xếp lại vùng nuôi, ông hết sức băn khoăn. Nếu mà lần nữa có nhận được mà có quy hoạch thì chúng tôi cùng tuân theo, nhưng mà nhân cũng mong mình nhận được hỗ trợ cho chúng tôi một phần kinh tế và tạo một môi trường để mà nuôi trồng thủy sản trên đầm, chứ mà nếu không cho nuôi trồng thì không biết việc gì để mà làm hết. Theo quy hoạch, vùng nuôi hàu trên đầm Lập An có diện tích khoảng 100 hecta, nhưng nay đã vượt gần gấp 4 lần. Toàn thị trấn có trên 500 hộ nuôi với hơn 1 triệu chiếc cọc hàu đã cắm xuống đầm. Chính quyền địa phương đã từng cưỡng chế giữa cọc hàu một số hộ nuôi với mật độ dày đặc nhưng chưa thể xử lý triệt để vì chi phí triển khai quá lớn. Bên cạnh đó, nhận thức nuôi hàu lốp xe lợi công, chi phí thấp đã khiến số lượng người nuôi ngày càng tăng mạnh. Và cứ như thế, những chiếc lốp vỏ xe với mùi hôi khó chịu lại được tập kết dày đặc tại các điểm check-in tại đầm Lập An như thế này. À, nhìn chung thì những cái này mình nhìn thấy nó hơi bị gọi là nó mất vệ sinh á, và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cảnh quan môi trường. À, nó gây ra những cái mùi khó chịu cho những khách mà tham quan hay check-in. Thì nếu mà được thì chính quyền của mình có thể tôn tạo bằng một cái giải pháp nào đó để mình có thể di dời cái làng nghề này ở những cái khu vực mà nó có thể nó khuất hơn, để cho du khách họ tới họ có thể thoải mái hơn để họ trải nghiệm những cái dịch vụ ở xung quanh đây. Việc mà nuôi bằng lốp xe thì thực ra cũng là một công việc tự phát. Thì chúng tôi hiện nay đang khuyến cáo người dân là nuôi bằng các cái dây, bằng vỏ hàu để làm giả thể. Cái định hiện nay là từ trước đây thì 100% đa số bà con là nuôi bằng lốp xe. Đến hiện nay chúng tôi đã đưa vào các cái giả thể nuôi cọc hàu và đưa kỳ hàu Thái Bình Dương, hàu sữa Thái Bình Dương. Đến nay hiện nay là số lượng khoảng tầm 30%. Huyện Phú Lộc đặt mục tiêu giải phóng khoảng 100 hecta mặt nước để sắp xếp lại vùng nuôi hàu, nhưng vẫn lúng túng trong thực hiện do thiếu nguồn lực. Trong khi đó, cảnh quan của khu vực đầm Lập An và vịnh Lăng Cô đang ngày ngày bị ảnh hưởng bởi thực trạng nuôi hàu lốp xe suốt thời gian qua. Thưa quý vị, hàng năm vào thời điểm mùa mưa, khu vực rừng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang xả nước xuống các dòng kênh giáp danh với tỉnh Cà Mau để tránh ngập úng. Tuy nhiên năm nay thì việc xả nước kéo dài hơn một tháng đã khiến cho nguồn nước các tuyến kênh trên địa bàn của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau có màu đen ngòm và nhiễm phèn nặng. Vì vậy mà người dân không thể lấy nước phục vụ cho việc sản xuất. Trong khi đây là vùng sản xuất lúa tôm trọng điểm của tỉnh Cà Mau. Hơn một tháng nay, ông Kháng vẫn chưa thể thay nước cho 2 hecta nuôi tôm cua kết hợp gia đình mình. Lý do là nguồn nước trên tuyến kênh trục chính đang bị ô nhiễm, trong khi mô hình này cần thay nước thường xuyên. Cái nước rừng lá tràm đó, cái nước đó rất là độc hại. Tôm cua là chết hết, không thể thay nước được. Những diện tích tôm lúa như thế này, mặc dù đã cải tạo đã lâu, tuy nhiên thì những người dân ở đây vẫn chưa thể xuống giống. Lý do là nguồn nước trên các tuyến kênh hiện nay đang bị ô nhiễm. Hiện nguồn nước trên các tuyến kênh nội đồng ba xã Tân Bằng, Biển Bạch và Biển Bình Đông của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đều có màu đen và nhiễm phèn nặng. Người dân không thể lấy nước sản xuất, nhiều diện tích lúa tôm đang phải phơi ao nằm chờ. Xả ra bơm để phơi không có lấy nước vô được, lấy nước vô là tôm cua là nó chết hàng loạt. Cá cũng dắt sáng là cá nó nổi đầu luôn, cá còn chịu không nổi chi tôm cua. Thì mỗi năm nó cũng xả nước, mỗi năm nó tốt nước, hôm nay nó ra nó nhiễm đen luôn mà. Cả 2 tháng thì bơm không được thì thôi chịu thôi chứ không bơm được. Thì giờ nước nó nhiễm rồi đó. Tôm tép bơm thì nó chết thôi. Theo người dân, việc xả nước từ khu vực rừng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang mỗi năm đều có lịch thông báo. Tuy nhiên, năm nay lượng nước xả nhiều hơn và kéo dài hơn một tháng qua, trong khi đây là thời điểm xuống giống vụ sản xuất lúa tôm chính trong năm. Qua đó thì kiến nghị huyện báo cáo về tỉnh để có phối hợp với tỉnh Kiên Giang tính toán phương án xả nước như thế nào để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhân dân hai vùng. Chứ kéo dài như thế này thì người dân của ba xã rất là bức xúc.
tại vì thời gian dài là bị thiệt hại. Xả nước cứu rừng nhưng cần phải có lịch cụ thể và phối hợp chặt chẽ để tránh ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đó là mong mỏi của người dân với ngành chức năng hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang hiện nay. Thưa quý vị, với số lượng phong phú trên 500 loài sinh vật san hô, dạng san hô, Vịnh Nha Trang từng được giới khoa học đánh giá là quan trọng bậc nhất Việt Nam và khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dạng san hô trong vịnh đã bị suy giảm nghiêm trọng. Vịnh Nha Trang được xem là trung tâm đa dạng sinh học với diện tích trên 812 ha hệ sinh thái tiêu biểu, trong đó có hơn 754 ha dạng san hô. Một số khu vực có dạng san hô phong phú và đa dạng như Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm, Đông Bắc Hòn Tre. Từ năm 2016 đến năm 2021, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như ảnh hưởng của gió bão, hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và các hoạt động du lịch đã làm cho dạng san hô trong vịnh suy giảm nặng nề đến 70-80%. Như ta biết thì cái dạng san hô là một cái hệ sinh thái điển hình trong vịnh Nha Trang, mang cái tính đại diện cho các hệ sinh thái. Thì trong thời gian vừa qua bị cái tác động rất là nhiều yếu tố về khách quan chủ quan, cái hệ sinh thái san hô nó cũng bị tác động khá lớn, suy thoái một số khu vực là tương đối nghiêm trọng. Những khu vực mà chúng tôi khảo sát trước đây một năm thì có những nơi 70-80% dạng san hô bị tác động. Thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò thông qua tổ chức đoàn giám sát thực tế, tổ chức hội thảo hiến kế đề xuất giải pháp vận động cộng đồng ứng xử thân thiện với môi trường biển để phục hồi và bảo vệ dạng san hô trong vịnh. Cái việc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải giảm thiểu và chấm dứt các cái tác động có hại đối với dạng san hô. Nếu còn những tác động của con người thì quá trình phục hồi sẽ diễn ra rất khó khăn. Và nếu môi trường suy thoái thì nó sẽ phục hồi theo cái hướng không có lợi như tôi đã nói. Thì chúng tôi đến các cái vị trí như là đầm Bấy, rồi phía đông, phía nam của cái Hòn Tầm và các cái vùng biển, vùng lõi của Hòn Mung. Qua quan sát thực tế thấy rằng là san hô đang có cái chiều hướng phát triển khá tốt. Mong rằng là trong cái thời gian đến là chúng ta cũng hạn chế cái việc là bơi lặn, rồi các cái hoạt động du lịch trên các cái vùng này, để làm sao cho cái dạng san hô nó phát triển tốt hơn. Hệ sinh thái san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất trong hệ sinh thái biển. Đây là nơi các loài sinh vật biển khác có môi trường và chỗ dựa để phát triển. Do đó, việc phục hồi và bảo tồn san hô trong vịnh Nha Trang là rất cần thiết. Không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế.